Truyện tranh Tiên học lễ tập 14, học dưới hầm, kẻ say rượu, hai con cọp. Bà Đoàn Thị Điểm nổi tiếng hai chữ, khắp nơi ai cũng biết. Rất nhiều người đến so tài với bà, nhưng tất cả đều thất bại. Ngay cả Tràng Quỳnh, một người chưa từng thua ai cũng phải chào thua bà, vì câu đối, da trắng vỗ bì bạch. Trang Quỳnh không ngờ đối thủ đầu tiên mình thua lại là một nữ nhì. Da trắng là bì bạch cũng là da trắng, đối thế nào được? Lúc ấy ở làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, Hà Nội bây giờ, có cậu học trò Đặng Trần Côn. Côn cũng rất ái mộ bà Đoàn Thị Điểm, nữ nhì mà giỏi quá. Mình sẽ làm một bài thơ tặng bà. Đặng Trần Côn cố công sáng tác một bài thơ, chỗ này chưa được, phải sửa lại. Được rồi, thế nào bà Điểm cũng thích. Côn hăm hở mang bài thơ đến nhà bà Điểm. Chào bà, tôi là học trò, có bài thơ xin tặng bà. Cảm ơn, đưa ta xem. Bà Điểm liếc nhanh qua bài thơ. Bà trả bài thơ lại cho Đặng Trần Côn. Ý bà thế nào ạ? Trẻ con mới học đã biết gì, về học tiếp đi cậu. Đặng Trần Côn giận lắm, hừ, kiều căng khinh người, phải cho bà ta thấy con này không tầm thường. Hận này nhất định phải trả. Từ đó Đặng Trần Côn ra sức học ngày học đêm. Nhưng Côn gặp một trở ngại. Con ơi, lệnh của chúa không được đốt đèn ban đêm, tắt đèn đi. Hừ, chiến tranh thì kệ chiến tranh, cớ sao chúa Trịnh lại cấm dân đốt đèn, vô lý quá. Ban đêm học được nhiều hơn mà lại không được học, tức thật. Nhưng không sao, ta có cách. Đặng Trần Côn đào một cái hầm dưới nhà. Ban đêm còn xuống dưới hầm mà học, không ai thấy đèn sáng đâu mẹ ạ. À, tối đến, con xuống hầm, mẹ đậy nắp lại giùm con. Không biết nó học làm gì mà phải khổ sở như thế. Thế là con yên tâm học ban đêm, không ai hay rằng có người đang đốt đèn. Không khí ẩm thấp, không gian chật chội, không làm Đặng Trần Côn nản chí. Suốt một thời gian dài, Đặng Trần Côn miệt mài dưới căn hầm chật chội ẩm ướt ấy. Sau đó Đặng Trần Côn thi đỗ Hương Cống, lại nổi tiếng hai chữ. Động lòng trước cảnh chồng chia tay vợ, lên đường chinh chiến, Đặng Trần Côn sáng tác cuốn Chinh Phụ Ngâm bằng chữ Hán. Ta sẽ cho bà Điểm thấy tài của ta. Chào nữ sĩ, chắc bà không quen tôi. À, cậu học trò năm xưa tặng ta bài thơ chứ gì? Cậu định tặng ta gì nữa đây? Mời nữ sĩ đọc, tôi xin kiếu. Bà Đoàn Thị Điểm vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ, thật không ngờ. Một tác phẩm tuyệt vời. Cậu học trò năm xưa tiến quá nhanh. Bà Điểm vội tìm gặp Đặng Trần Côn. Tôi thật tình ân hận vì đã có lời chê bai anh trước đây, và tôi cũng thành thật khen ngợi tác phẩm này. Tôi thỉnh ý anh, tôi sẽ dịch tác phẩm Chinh Phụ Ngâm này sang chữ Nôm để mọi người đều đọc được. Thật là vinh hạnh cho tôi. Tác phẩm Chinh Phụ Ngâm nguyên bản tiếng Hán đã hay, được bà Điểm dịch qua chữ Nôm một cách thần tình, khiến tác phẩm trở nên một trong những tuyệt tác văn chương của nước ta. Có ý kiến cho rằng bản dịch chữ Nôm hiện nay ta biết là của Phan Huy Ích. Kẻ say rượu. Ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc, ai cũng biết tiếng Gò Lê có nhiều ma quỷ. Những con quỷ ở Gò Lê rất lộng hành, chúng hiện hình phá người ngay cả ban ngày. Có một người nọ hay uống rượu, bị vợ trách mắng suốt ngày. Uống rượu nhiều tinh thần sẽ không còn minh mẫn, hết biết đường làm ăn. Đám con cũng thế, cha uống rượu nhiều bị bệnh đấy. Kệ tao, tao bệnh tao chịu, chúng mày có chịu đâu mà lo. Một con quỷ ở Gò Lê biết được điều ấy, ta sẽ phá lão nghiện rượu này một phen. Một hôm ông ta ra chợ uống rượu. Đến trưa, mệt rồi về thôi. Ông ta đi ngang qua Gò Lê,
Ma quỷ đầu, có giỏi thì ra phá tao đi. Hừ, lão dám thách ta. Con quỷ hóa thành cậu con trai của ông ta. Con quỷ chạy ra. Cha hư đốn lắm, xài bè bét cả ngày. Cha nhìn cha lại đi, cha giống như người điên ấy. Lão, mày hỗn với tao hả? Con quỷ bỏ chạy. Mày chạy về nhà đợi tao, trước gì tao cũng tới nhà, mày sẽ biết tay tao. Ông ta về đến nhà, mày dám ra giữa đường mắng nhiếc ta, còn cái gì mà hỗn quá, tao cho mày một trận. Trời ơi, từ sáng đến giờ con ở nhà mà, hơn nữa có khi nào con dám như thế? Vậy chứ thằng nào chửi ta ở Gò Lê, không phải mày thì là ai? Ồ, tôi hiểu rồi, ông đừng rầy con nữa. Con quỷ Gò Lê hiện ra phá ông đó. À đúng rồi, thế mà tôi không nghĩ ra. Ta sẽ trị con quỷ ấy. Hôm sau ông giấu một con dao nhỏ vào người, đi ra chợ uống rượu. Đến trưa, con chạy ra đón cha về, kẻ con quỷ ấy lại hiện ra chọc cha đấy. Cậu con hối hả chạy đi. Lúc ấy, đâu, ma quỷ đâu? Cha ơi, con đón cha về đây. À, mày là con quỷ Gò Lê đây, đừng có gạt ta. Con không phải quỷ đâu, con là con thật của cha đây mà. Chết nè. Thằng bé lăn ra chết ngay. Trời ơi, ông giết con rồi, tôi bảo nó ra đón ông đó. Hả? Tôi tưởng con quỷ hiện hình. Tôi đã bảo ông rồi, uống rượu sẽ mất tỉnh táo, không phân biệt được điều phải điều quái. Tại con quỷ nó phá tôi. Nếu ông tỉnh táo không say thì quỷ nào phá ông được? Ở đời lúc nào cũng phải tỉnh táo, để mất sự tỉnh táo bằng bất cứ giá nào cũng dễ bị kẻ xấu làm hại, nhớ chưa? Hai con cọp. Có một người thợ săn chuyên săn cọp lấy da. Một ngày nọ, người thợ săn vào rừng, có tiếng cọp gầm, nó ở gần đây. Ồ, hai con cọp đang cắn nhau. Người thợ săn do dự, rủi hai con cùng tấn công ta thì nguy. Khoan, có kẻ định tấn công ta kìa, kệ hắn, ta phải thanh toán người mới hả dạ. Con cọp vàng lại xông vào. Ta nói cho người nghe, loài người nguy hiểm lắm, ta hợp sức đánh nó đi. Không, người biết sắp thua nên bày trò. Dù sao thì ta cũng là đồng loại, phải bảo vệ nhau trước kẻ thù chứ. Ta chỉ muốn xé xác người cho há dạ thôi, việc khác ta không cần. Cọp vàng lại tấn công. Ồm. Cọp trắng đối sức. Rồi cọp trắng bị cọp vàng hạ gục. Ha ha, ta đã rửa hận. Ngay lúc đó, á, người thợ săn tấn công tới tấp. Nhưng ôi, ta không còn sức nữa, trận đánh lúc nãy làm ta mệt quá, và cọp vàng bị người thợ săn giết chết. Giá mà mày nghe lời con cọp kia cùng tấn công ta thì chắc ta đã chạy. Mày không nghĩ tới tình đồng loại, không bảo vệ đồng loại nên mày cũng phải chết thôi. Có người biết. Vào thời Đông Hán, có một hiền thần được mọi người quý mến là Dương Chấn. Dương Chấn rất ngay thẳng, thanh liêm. Ông giúp đỡ nhiều người nhưng không hề nhận một sự đền ơn nào. Trong triều có một vị quan nhỏ tên Vương Mật, tánh nết chăm chỉ, hiền lành. Một hôm, xin đại quan giúp tôi có cơ hội tiến thần, hình như tôi bị bỏ quên trong triều. Ta biết ông giỏi, hiền lành, nhưng không rõ ông có thích ra ngoài không nên ta không nói. Này biết ông thích ra ngoài làm việc, ta sẽ giúp cho. Sau đó, ông được cử đi làm quan huyện Xương Ấp, chiếu chỉ đây. Đa tạ đại quan đã giúp tôi, nhớ là không quà cáp gì cho ta cả đấy. Vương Mật trở thành quan huyện Xương Ấp. Và cũng từ đó Vương Mật trở nên giàu có. Mấy năm sau, Dương Chấn được cử đi làm thái thú quận Đông Lai. Dương Chấn phải đi qua huyện Xương Ấp
nơi Vương Mật đang làm quan huyện. Ôi, ân nhân của ta đến, mừng quá. Vương Mật lo chỗ nghỉ cho Dương Chấn rất chu đáo. Đại quan nghỉ ở đây vừa mát vừa yên tĩnh. Ta không muốn ông bày tiệc rình ràng, có thức gì ta ăn thức đó. Bẩm, tôi hiểu tánh đại quan mà. Sao đại nhân đãi quan lớn những món ăn bình thường thế? Tánh đại quan như thế, các người không nghe đại quan là một bậc quân tử sao? Tối đến, bẩm đại quan, tôi muốn sáng mai ta đi sớm, ta cần nghỉ sớm, ta không muốn nghe người nói chuyện ơn nghĩa lúc trước. Nhưng đến nửa đêm, đại quan ơi, tôi có việc cần thưa, gấp lắm mà. Chuyện gì? Ông mang gì đến vậy? Bẩm, tôi không thể nào quên ơn của đại nhân. Ta thấy ông giỏi nên ta đề cử, chứ có gì to tát lắm đâu mà ơn với nghĩa. Dù sao thì ngài cũng đã giúp tôi một việc lớn, xin ngài nhận cho. Số vàng tuy ít nhưng lòng tôi thì nhiều, xin đại quan hiểu. Tới bây giờ mà ông chưa hiểu bụng tôi. Từ hồi nào đến bây giờ tôi có nhận biếu xén của ai đâu. Đó là một hình thức hối lộ. Xin ngài cứ nhận, đêm khuya không ai biết cả. Có người biết đấy. Không ai biết đâu, ngài đừng lo. Ta biết, ông biết, trời biết, đất biết, sao gọi là không ai biết? Tôi nhắc ông câu này, nếu không muốn ai biết những điều mình làm thì đừng bao giờ làm điều ấy. Nhìn số vàng này, tôi biết ông đã có những việc làm không tốt, ông hãy lo tu sửa bản thân đi. Nếu không tôi sẽ không ngần ngại cắt chức ông, mặc dù tôi đã đưa ông lên. Xin ngài tha tội, tôi xin hứa. Từ đó Vương Mật không dám làm những điều sai quấy. Mình phải noi gương ông ấy để người đời kính phục. Hơn nữa mình không muốn bị cách chức.